Xem tuổi làm nhà năm 2020 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, các cụ ngày xưa đã truyền tay nhau câu ca dao làm nhà xoay cửa hướng đông, dù làm đến chết cũng không ra gì. Theo quan niệm của phong thủy học thì làm nhà hướng đông năm 2020 phạm đại sát không thể làm được. Tuy nhiên xây nhà hướng nào còn tùy thuộc vào tuổi của gia chủ, năm động thổ và hướng tọa của ngôi nhà. Vậy, gia chủ năm Canh Tý 1960 có nên làm nhà xây sửa năm 2020 hay không? Làm hướng nào để mang lại may mắn tài lộc cho người tuổi 1960? Nếu quý vị tuổi Canh Tý 1960 đang ở nhà hướng xấu thì có cách nào để giải xung sát? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, việc đầu tiên ta xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ lòng biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ sinh năm 1960, theo cách tính này gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu, nên năm 2020 có thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xem xét đến các yếu tố khác xem là có cát lành hay không. Ra đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý gia chủ 61 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhất kiết an cư thông vạn sự. Gia chủ làm nhà tuổi này thì sẽ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hành thông thuận lợi. Xét đến tam tai, người tuổi Canh Tý cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà 2020, theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1960, năm Canh Tý sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ, tam tai. Năm này tốt, hợp với bạn, có thể xây sửa nhà. Nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất, làm được thì sẽ cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1960 Canh Tý nam mệnh thuộc cung Tốn Mộc, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ. Xét đến việc xây nhà như sau: với nam mạng Canh Tý, cung Tốn thuộc đông tứ mệnh, người mệnh Tốn Mộc, bốn hướng tốt: đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí. Bốn xấu: tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Đầu tiên thì ta xét đến hướng bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ lòng biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 1960 Canh Tý nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát tài lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải.
lại. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo chúng ta xét đến đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm, thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Canh Tí 1960 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao tự môn thổ, hướng Đông Bắc, tự quái là cấn. Chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ ba là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc, cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Canh Tí xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy kết hôn khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Thứ tư là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm Canh Tí. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn thì vẫn có thể tu tạo, sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Canh Tí nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây nhà và ở trong căn nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tí đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tí. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tí bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới. Với nhà tọa Tị hướng Hợi
Phạm Tam Sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí mà làm. Khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Người tuổi Canh Tý mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý. Nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bạc hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp nhà đang ở hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục không hợp hướng với người tuổi Canh Tý 1960. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn: Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc, ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm Canh Tý xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Anh chị xây mới thì chọn vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Canh Tý xây nhà hướng Đông Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Tý khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này bằng cách nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tý. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng Cắt Lành, tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Tuổi Canh Tý xây nhà và ở hướng Đông Nam thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hợp hướng này với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên không xây mới vào năm 2020, không được cát. Hơn nữa, năm 2020 sơn Thân phạm Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây mới được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng, tháng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Với nam mạng Canh Tý xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm Canh Tý nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân.
Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu, như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ, hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa rào sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Tý đang ở nhà hướng Tây Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tý. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Canh Tý 1960 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Với nữ mạng Canh Tý cung Khôn, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này có bốn hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây Thiên y, Tây Bắc diên niên, Đông Bắc sinh khí. Bốn hướng xấu: Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1960 nữ mạng xây nhà vào năm Canh Tý theo từng hướng xem là cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 33,5 độ đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng Nhâm, phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng Đinh, phạm mộ long bính vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Canh Tý nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh đại hung. Tuổi Canh Tý xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Canh Tý khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này bằng cách nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tý năm 1960. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm Canh Tý cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Canh Tý nữ mạng xây nhà hướng này phạm và lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở nhà này thì phải chọn cách hóa giải bằng cách sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tý đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vì vậy tuổi Canh Tý khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Hướng thứ ba chúng ta cần xét đến đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm.
Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tay hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm Canh Tý bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành, vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với nữ mạng người tuổi Canh Tý 1960 mà ở nhà hướng thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi, sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban cho hợp lý, sử dụng phương pháp chấn chặt, vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tý 1960. Tiếp đến đó là hướng Tây gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến. Cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn thì vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, tháng 4 và nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cắt lành may mắn. Tuổi Canh Tý 1960 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn. Chủ về sức khỏe, vượng tài, vượng lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Canh Tý xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Cúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Tiếp theo là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim. Đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm Canh Tý xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới thì chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Tuổi 1960 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là Chấn.
chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp đến, đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ lòng biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tốt thì không phạm sát, nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nữ mạng Canh Tý sinh năm 1960, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ. Mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ thì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì có dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu bằng cách sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Tý đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và treo ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn, nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 hoặc tháng 10. Khi đó thiết ký thay đổi, làm sẽ rất là cát. Tuổi Canh Tý xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ, thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, làm nhà là việc trọng đại cả đời. Quý vị không thể làm cho qua loa mà không tuân theo những quy định về phong thủy. Trên đây là những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp về xem tuổi làm nhà cho người sinh năm 1960 Canh Tý. Hy vọng rằng với những gì chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị xây được một ngôi nhà hợp hướng, hợp phong thủy. Hãy đăng ký kênh YouTube Phong Thủy May Mắn, nhấp vào biểu tượng chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất về kiến thức phong thủy tâm linh quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua. Hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để người thương yêu của bạn không phạm phải những sai lầm đại kỵ trong việc xây nhà. Chúc cho các gia chủ Canh Tý 1960 xây được ngôi nhà như ý muốn, chiêu cát khí ngũ phương, kim ngọc mãn đường.